Đang xin chào bạn. Sau này đang xin giới thiệu các bạn cần tay Daiwa 6H54. Đang về một kích thước 54 các bạn. Phần ngọn này, phần đầu và nóng này. Cân trọng lượng cân các bạn xem. Gram. Cái đầu pin. Rút từng đốt các bạn. Đi cần này, sẽ đai qua đi cần đây đốt đốt thứ hai từ dưới lên nữa. Xoắn nhỏ các bạn. Sáu đốt. Nó đốt gọn như vậy. Gọn luôn. Chắc tầm ly 2 hoặc ly gì đấy bạn. Đây 1,5 ly. Gọn 1,5 ly là cũng ok rồi bạn. Tầm 6H là ok rồi. Rồi đang xin để giới thiệu các bạn cần Daiwa 6H54. Hải đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đăng Fishing.